Chelsea chi 45 triệu bảng mua Cole Palmer. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Chelsea đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ Cole Palmer của Man City với giá 45 triệu bảng. Trong đó 40 triệu bảng là trả trước và 5 triệu bảng là phụ phí. Trước đó, Romano cũng tiết lộ Palmer đã đồng ý các thỏa thuận cá nhân với Chelsea và anh sẽ sớm tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế để gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge. Palmer sinh năm 2002, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man City. Anh bắt đầu được lên đội 1 ở mùa 2020-21 song phải đến mùa này mới thực sự tạo ra những tiếng vang đầu tiên. Hiện tại, Palmer vẫn còn hợp đồng với Man City đến năm 2026. Palmer được đánh giá là một trong những tài năng hàng đầu của Man City và từng khoác áo nhiều đội tuyển trẻ của Anh. Ngôi sao 21 tuổi đã liên tục tỏa sáng thời gian gần đây khi ghi bàn trong cả trận tranh siêu cúp Anh lẫn siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, anh vẫn chưa được ra sân thường xuyên tại đội 1 của Man City nên muốn ra đi. Ở 3 trận đầu tại Premier League mùa này, Palmer chỉ có tổng cộng 10 phút ra sân, đều diễn ra trước Burnley trong trận khai mạc giải đấu. Ở 2 trận gần nhất gặp Newcastle và Sheffield United, Palmer đều phải ngồi dự bị. Palmer được Chelsea nhắm đến để thay Christopher Nkunku gặp chấn thương dài hạn. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino đánh giá rất cao tiềm năng của cầu thủ sinh năm 2002 và muốn có anh trong đội hình. Trong khi đó, Man City vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ Mathieu Nunes từ Wolves với giá không dưới 50 triệu bảng kèm phụ phí nên sẵn sàng để Palmer ra đi. Với việc bỏ ra 45 triệu bảng mua Palmer, Chelsea đã vượt mức chi tiêu 1 tỷ bảng để mua cầu thủ dưới thời ông chủ tốt Boli. Tính riêng ở kỳ chuyển nhượng hè 2023, The Blue đã đốt 369 triệu bảng. Tuy nhiên theo The Times, sau Cole Palmer, Chelsea vẫn chưa muốn dừng lại khi họ đang cố gắng đàm phán để mang về Emile Smith Rowe của Arsenal trong những ngày còn lại của phiên chợ hè 2023.